Chào mừng các bạn đến với Know Hai Công Nghệ. Chúng ta sẽ đến với cái chuyên mục đó là đập đá phá ống bơ và đi đánh giá những cái video nhầm xích lô các bạn nhé. Và đi đánh giá những chiếc cạc Vega. Đây là những chiếc cạc mà Tùng nhận nhà khách, ưu nhược điểm trước sau, quá trình sửa chữa nó sẽ ra sao. Nếu chuyên mục này hay thì các bạn hãy để một like và một đăng ký và hãy đóng góp những cái ý kiến để mình có thể tạo ra những video hay hơn cho các bạn ở những video sau. Đây là một chiếc Vega mà mình nhận sửa của thợ. Thưa các bạn, là giá sửa cho thợ thì luôn luôn giá rẻ hơn là sửa cho khách lẻ. Khách thợ là như nào? Có nghĩa là trong sổ đã có tên họ, đều đều tuần tuần tháng tháng năm năm họ gửi Vega đến để sửa. Còn khách lẻ là có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là 69 mùa xuân sẽ gửi một chiếc Vega đi sửa. Vì nhiều nhà có điều kiện, đôi khi người ta nhớ về quá khứ thì người ta nôi cái Vega 69 năm trước ra người ta sửa. Còn con này Tùng nhận trong tình trạng đây các bạn này. Thợ họ nhận và họ cũng đã viết cái tình trạng này không nên, tên là Đặng Nam. Đây, toàn bộ đây. Vì đây là lô sửa cho thợ, vì vậy là không thấy cái tờ giấy dán nhà Tùng. Và chúng ta nhìn thấy chữ thịt chó này, nhưng không phải là thịt chó luộc. Đây này, TC, tem thịt chó, tem Mai Hoàng các bạn này. Xem hết bảo hành chưa? ...2018 hết rồi các bạn. Các bạn không hề thấy là cái mác để chứng minh tên tuổi của chiếc Vega này ở đâu đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhìn thấy bản rất to. Liệu một chiếc Vega to nhưng hiệu năng nhỏ hay không thì chúng ta sẽ phải chờ đợi những cái bài test tiếp theo. Con Vega này nhận của thợ và thợ cũng gửi đi thợ. Còn mình thì nhai lại. Đôi khi nhai lại khúc xương thì cũng có phần thịt, nhưng đôi khi nhai khúc xương thì toàn xương thôi. Vì vậy thấy cái khúc xương nào mà nó nhiều xương quá mà không có tí thịt thì nhả ra. Chứ gặp mãi xương nó gây bố răng, mất tiền thẩm mỹ. Đây các bạn này, một cổng DVI, hai cổng DisplayPort và hai cổng HDMI, hai cổng 8 pin. Bản to như này phải đòi hỏi một cái nguồn tối thiểu là 500 hoặc 550W công suất thực. Còn tùy là các bạn ghép với CPU nào. Nếu về lâu về dài với những chiếc Vega nhìn khủng bố như này, các bạn cần phải có một cái nguồn khoảng 600 xịn sò nhé. Còn 600 pha ke thì không có giá trị gì cả, ghép vào nó phí ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải đi test xem đó là chiếc Vega gì. Các bạn đoán thử đây là Vega gì khi các bạn nhìn như này, đen thui lui này. Nhà mình thì không sửa chip nhưng có cảm giác là con này đã bị đá đập trước khi đến nhà mình. Cái này thì nhìn màu dần dần các bạn quen thôi. Đây mình lia cho các bạn nhé. Mình đang quay tay, có nghĩa là một tay mình quay và một tay mình cầm Vega. Vì vậy là những cái hình ảnh nó sẽ không được sắc nét như các bạn mong muốn. Hai fan. Bây giờ đi trải nghiệm game các bạn nhé. Và đi qua những cái bài test. Nó thì đã lên hình rồi. Chúng ta sẽ đến với cái bài test đầu tiên của chúng ta nhé. Nhìn xấu xấu bẩn bẩn mà cũng ra gì phết các bạn. Đây, mất mát. Và em nó đã hiện hình RTX 1080 Ti, bản 11GB. Các bạn nhìn thấy mỹ mãn không? Co được 1900 và men được 5000 mấy, 5005. Và FPS của chúng ta khi kéo ở chế độ 7680x480 khử răng cưa 8X được ở cái trạng thái tận là 66 các bạn nhé. Nhiệt độ, cái thứ chúng ta bận tâm, 68 độ C. Quá là mát rồi đúng không các bạn? Đã qua được một bài test đầu tiên. Nhân phẩm của một chiếc Vega đã được đập đá phá ống bơ khá nhiều lần qua nhiều bàn tay. Bây giờ đã được hồi phục và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái bài test khác. Đây các bạn để ý nhá, chúng ta sẽ thấy 8K chẳng có giá trị gì với chiếc cạc này cả. Giá sửa cạc này nếu cho thợ thì nó rơi vào tầm hơn 1 triệu, tầm 1,5 triệu. Còn giá sửa cho các bạn là người sử dụng ấy, vài năm mới đi sửa một lần ấy,
thì nó rơi vào tầm 1,8 triệu 9 các bạn nhé. Đây, 20% giá trị Vega cũ đang được bán ở thị trường, đó là cái giá bên mình sửa. Kể cả thay một con tụ hay thay bất kể cái gì thì đều đồng giá như nhau. Và bên mình không làm chip, chứ không phải là sửa nhẹ thu tiền nhẹ và sửa nặng thu tiền nặng đâu ạ. Vì sửa nặng hay sửa nhẹ đều phải bảo hành, là cạc chạy được hay không chạy được trong cái thời gian bảo hành. Và trong thời gian bảo hành nếu có lỗi mà không sử dụng được thì bên mình đều phải hoàn trả 100% giá trị tiền mà bên mình thu. Vì vậy là bên mình không có khái niệm là câu một sợi dây đồng hay là thay một con tụ mà lại đi thu 50-100. Cái đấy nó không có các bạn nhé. Vì vậy các bạn hỏi là giá sửa cạc Vega bao nhiêu thì mình cũng nói thẳng là 20% giá trị Vega hiện có ở trên thị trường. Đây các bạn, chúng ta dùng Benmark bản 1.0, FPS của chúng ta được ở trạng thái là 89. Đã khá lâu rồi mình không test GTX 1050T bản 11GB mà dùng cái phần mềm này. Vì vậy mình không thể nhớ chính xác được. Khi dùng phần mềm đôi khi chúng ta sẽ phải có cái trí nhớ một chút thì chúng ta mới có cảm giác. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi trải nghiệm game các bạn nhé. Lên một lần như này chưa phải là đã có thể đút tiền được vào túi các bạn nhé. Phải để 2-3 ngày sau đó lại tiếp tục test lại, test đi test lại vài lần mà thấy có độ ổn định thì lúc đó mới báo giá và thu tiền. Vì vậy sửa Vega sẽ không phải là ngồi đợi để lấy luôn, và sửa Vega thì phải có bảo hành. Cũng là kinh nghiệm các bạn, đừng bao giờ mua Vega bao test các bạn nhé. Đó là kinh nghiệm xương máu đấy ạ. Còn đồ điện tử thì chẳng ai có thể nắm chắc được là sửa thì bao lâu nó lỗi lại. 100 người mang đi sửa thì sẽ có 1 người hoặc 2 người trong 100 người được đó bị cái lỗi là vừa hết bảo hành thì nó chết. Sau đó là mùm lu mùm loa lên bảo là sửa được như vậy. Nhưng 99 người chạy bình thường, có ai kêu đâu. Vì vậy các bạn kêu đó là cái lẽ hết sức bình thường. Thu tiền bao nhiêu, trách nhiệm bảo hành bấy nhiêu thôi ạ. Và hỗ trợ tối đa sau khi hết bạn bảo hành thôi ạ. Ở đoạn trước chúng ta đã thấy là chúng ta không thể kéo móc cái vấn đề để là test RAM khi chúng ta test ở cái chế độ 8K mà nó vẫn chưa ăn hết 8GB RAM của chúng ta 11GB đúng không? Các bạn nhìn này, ở chế độ 8K mà điểm chấm của nó được tận là 4200. Thực sự là quá mỹ mãn cho một chiếc Vega đúng không? Mình đang dùng i3-9100 và bây giờ mình sẽ test game cho các bạn để thấy cái sự nghẽn mạch với một con CPU cỏ và một chiếc Vega khủng nó sẽ... Ok, chúng ta sẽ test nhanh nhé. Test nhanh các bạn nhé. Test nhanh RX580. Đây, test chơi chơi bởi tí thôi các bạn. FPS này. Ồ, mình zoom à hay sao mà mình không thấy đâu. Đây, sâu cho bố có hình xem là đang setup ở mức gì này. Thấp cao nhất này. Xem chúng ta i3-9100 và giới con này bao nhiêu nhỉ, quên rồi. Không hề có cái sự nghẽn mạch ở đây các bạn nhé. À đây nghẽn này. Ồ, nghẽn tùy đoạn hay sao các bạn. Có lúc thì GPU 100%. Ồ, GPU ăn 100% rồi các bạn.